Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Toàn cảnh đám cưới Nhật Kim Anh chồng ngoại quốc Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip Nhật Kim Anh làm đám cưới khiến nhiều người xôn xao. Cụ thể, trong đoạn clip, Đám cưới được tổ chức tại một vùng quê, có sự tham gia của khá nhiều bạn bè. Nhật Kim Anh tỏ ra vô cùng hứng khởi, nữ ca sĩ còn thực hiện nghi thức tung hoa đến khách mời, tạo nên không khí vô cùng vui vẻ. Ngay lập tức, nhiều người không ngừng đồn đoán về việc phải chăng Nhật Kim Anh đã bí mật tổ chức đám cưới tại quê nhà. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ người hâm mộ, Nhật Kim Anh chỉ đang thực hiện cảnh quay cho em mới của mình từ trước đến nay nữ ca sĩ thường xuyên có các mc với nội dung câu chuyện hấp dẫn không kém cạnh các tác phẩm truyền hình mà mình tham gia thời gian gần đây nhật kim anh tập trung khá nhiều cho việc đóng phim và kinh doanh nên đã khá lâu khán giả không thấy cô ra mắt sản phẩm âm nhạc mới rất có thể đây chính là một món quà đặc biệt mà nhật kim anh muốn dành tặng đến người hâm mộ của mình sau khoảng thời gian vắng bóng trên đường đua âm nhạc trước khi trở nên thành công với vai trò diễn viên. Nhật Kim Anh từng là nữ ca sĩ sở hữu nhiều bản hit được yêu thích như Lâu Đài Cát, Mưa Đã Tạnh, Đoạn Đừng Vắng, Thả Người Đừng Hứa, gần đây. Nữ ca sĩ có màn thay đổi ấn tượng từ nhạc trẻ sang dân ca trữ tình và nhận được nhiều phản ứng tích cực từ khán giả. Hậu cuộc hôn nhân sóng gió với chồng cũ, Nhật Kim Anh liên tục bị soi bằng chứng đang hẹn hò với tình trẻ kém 5 tuổi Titi ti cựu thành viên nhóm. Thậm chí, một đoạn clip gây xôn xao trên mạng xã hội dạo vừa qua còn cho thấy Nhật Kim Anh được Titi ti quỳ gối cầu hôn bằng nhẫn kim cương khủng. Ngay sau đó, netizen được một fan dần dần và đoán rằng cả hai sắp về chung một nhà. Tuy nhiên, chiều ngày 2-O tháng 7 nữ diễn viên bất ngờ đăng một dòng trạng thái đính chính trên facebook cá nhân cô phủ nhận tin đồn tái hôn dạ mấy anh chị ơi vừa rồi em làm cái clip hài hước trên tiktok cho vui cùng các thành viên trong công ty của em thôi ạ à. chứ không ai cầu hôn em và em cũng chưa có nhu cầu lấy thêm chồng nữa cũng qua đây cô ngầm tiết lộ mình chưa có ý định đi bước nữa và chỉ muốn chú tâm vào việc nuôi con Tin đồn hẹn hò giữa Nhật Kim Anh và Titi luôn nhận được sự quan tâm lớn từ phía dân mạng. Từng lộ rất nhiều khoảnh khắc thân mật với nhau nhưng cặp đôi vẫn một mực phủ nhận chuyện yêu đương. Mới đây, nam ca sĩ sinh năm 1990 tiếp tục gây chú ý khi gửi lời chúc mừng sinh nhật đến với đàn chị. Trên trang cá nhân, Titi gửi lời chúc mừng ngắn gọn đến Nhật Kim Anh: Happy birthday president. Chúc mừng sinh nhật chủ tịch chúc bạn nhiều phước lành. Theo đó, Titi Ti gọi Nhật Kim Anh là chủ tịch, chức vụ mà nữ ca sĩ nắm giữ khi hợp tác cùng nam ca sĩ. Ngay dưới bài đăng, giọng ca lâu đài cát cũng nhanh chóng có lời hồi đáp nhưng cô chỉ bình luận đơn giản. Cảm ơn Ti. Sau đó, Ti Ti cũng khiến người hâm mộ thích thú khi đăng ảnh diện áo vest quần đùi cùng bạn bè thực hiện cuộc gọi video cô là để chúc mừng tuổi mới của Nhật Kim Anh có thể thấy, dù phải xa nhau trong tình hình giãn cách xã hội nhưng họ vẫn luôn quan tâm và cố gắng mang đến niềm vui cho nhau. Nếu vào năm ngoái, Titi và các đồng nghiệp đã bí mật tổ chức sinh nhật cho Nhật Kim Anh tại công ty thì năm nay, do tình hình dịch bệnh, mọi người chỉ có thể gửi lời chúc nữ ca sĩ qua mạng xã hội. Tuy nhiên, với tấm lòng của bạn bè, đồng nghiệp, nữ ca sĩ vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Dù nhiều lần dân mạng đặt nghi vấn về chuyện tình cảm nhưng ti ti và nhật kim anh vẫn phủ nhận nữ ca sĩ cùng nhiều lần chia sẻ với báo chí tôi mệt mỏi vì tin đồn hẹn hò thời gian qua tôi xem ti ti như em trai chúng tôi hợp nhau về tính cách nên thân thiết và gắn bó là lẽ thường ban đầu tôi còn cố gắng lên tiếng giải thích nhưng giờ để mặc ai muốn nghĩ sao cứ nghĩ giữa cả hai không có gì phức tạp như nhiều người suy diễn cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại